Tăng huyết áp thì những cái môn mà thể thao nặng, thí dụ như là đánh tennis thì ta chuyển qua đánh vú cầu, nó nhẹ hơn một tí, tức là nhẹ nhàng. Chạy không được thì ta đi bộ, không? Đó là những cách mà đối với cái người tăng huyết áp người ta có thể ứng dụng. Tuy nhiên là không có thể, thí dụ như đi 2.000 m thấy nó mệt thì mình bớt lại, đi chậm lại. Còn nếu mà mình vẫn thấy khỏe, chỉ có mỏi chân thôi thì ta cố gắng đi thêm tí xíu nữa. Và người ta đâu có bảo mình đi nhiều. Cái người tăng huyết áp là người ta yêu cầu một tuần mình đi chỉ có 5 ngày. Mỗi ngày thì mình đi khoảng chừng 30 phút là đủ rồi. Đó. Thành ra đâu có đòi hỏi mình phải làm nặng hơn đâu. Cho nên cái việc mà đi bộ là phương pháp tốt nhất. Và hiện nay là thêm cái nữa là nếu mình thấy mình giao lưu được, bạn bè có anh chị nào đẹp đẽ thì mình khiêu vũ là một trong những cái thể dục tốt đối với cái tăng huyết áp. Tăng huyết áp là một bệnh mà phải nói là hiện nay rất nhiều người mắc phải. Trước đây thì người ta thấy với những người mà trên 50 tuổi hoặc là có tuổi thì mới bị tăng huyết áp. Tuy nhiên gần đây người ta thấy với cái người trẻ lại là ví dụ như mới có 40 hoặc là dưới 40 cũng tăng huyết áp và kéo dài suốt mấy chục năm sau. Chưa kể là cái hệ quả của cái tăng huyết áp là làm cho tai biến. Đó là một trong những cái mà người ta rất là ngại. Và người ta thấy rằng trong tổng số 100 người bị tăng huyết áp thì gần như là 30%, tức là khoảng 30 người trong số 100 người đó đi đến cái là tai biến mạch máu não. Giới thiệu ngay với lại tất cả quý vị là cái công ty Nespaco đã có một cái sản phẩm là Afarin. Cái sản phẩm này là cái công dụng chính của nó là ổn định huyết áp. Tôi xin nhắc lại là ổn định huyết áp. Trên cái cơ sở nào? Trên cái cơ sở là hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch. Đó là cái mà đặt ra. Và trong cái đơn của bài này là bài lục vị, tức là thuộc địa Hoàng Sơn, Sơn Tùng, Bình Tả, Bạch Linh. Đơn vị là cái bài thuốc chuẩn, có nghĩa là bài thuốc nền cho cái Afarin này để điều trị là cái tăng huyết áp và đặc biệt là ổn định huyết áp lâu dài. Tóm lại, Afarin của cái công ty Nespaco, thực ra cái bài thuốc này là đã sử dụng hơn 20 năm và cái hiệu quả của nó là giúp cho huyết áp là ổn định lâu dài, chứ không phải là còn uống thì nó còn, nhưng mà khi ta không uống nữa chỉ trong vòng có một tuần thì nó lại tăng lên, cái điều đó không có đúng.